Thưa quý vị khán giả, huyện Long Thành hiện đang là địa bàn phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ rất nhộn nhịp. Với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đang triển khai, vùng đất này ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ hội, tiềm năng để tất cả các doanh nghiệp ở địa phương phát triển kinh doanh, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đã nắm bắt và tận dụng cơ hội ra sao? Đó sẽ là nội dung được ghi nhận trong chương trình Trên đường phát triển kỳ này. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này. Văn phòng công ty Diệp Nam Phương mỗi sáng thứ năm thường là nơi để các doanh nhân trẻ trong chi hội doanh nhân trẻ Long Thành gặp gỡ, ăn sáng, uống cà phê và trao đổi công việc. Những thông tin về khách hàng, đối tác, thị trường được chia sẻ và kết nối từ đây. Ngay cả những lãnh đạo, các ngành chức năng của địa phương cũng có mặt để lắng nghe ý kiến, nghe những phản ánh của doanh nghiệp để hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời. Các doanh nghiệp mà muốn họ có một sự gắn kết thì anh em họ phải hiểu nhau. Không nhất thiết là phải kết nạp họ vào hội. Tại vì có một số doanh nghiệp họ chưa hiểu cái việc vào hội để làm gì và họ cần gì ở hội. Thì mình cũng tạo cho họ một cái chỗ chơi, cái chỗ ngồi với nhau để nói chuyện, để chia sẻ. Có thể là họ đang có một cái số vấn đề gì khó khăn như thế này, hoặc là họ đang có những lợi thế này thế kia. Thì mình cũng lấy được những cái thông tin đó mà mình đáp ứng được kịp thời. Công ty trách nhiệm hữu hạn cửa An Gia dù mới hoạt động từ năm 2016 nhưng phát triển rất nhanh về thị trường và năng lực cung cấp dịch vụ. Cùng với sự gia tăng nhu cầu xây dựng, lĩnh vực cung cấp cửa nhôm được công ty An Gia đáp ứng đa dạng từ những hộ dân đến các công trình lớn, không chỉ ở khu vực Long Thành mà cả Đông Nam Bộ và trong nước. Dù trong điều kiện giá nhiên liệu, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, nhưng đơn vị vẫn cân đối, tiết giảm chi phí và chia sẻ với khách hàng để duy trì hiệu quả, bảo đảm việc làm cho hơn 50 lao động. Qua chi hội thì cũng công ty cũng có thêm được rất là nhiều khách hàng mới đó, sử dụng sản phẩm. Thì cụ thể là trong năm vừa rồi thì hầu như là tất cả các cái hội viên của chi hội Long Thành thì đều là khách hàng của công ty. Đó, dù ít dù nhiều thì cũng là một cái tín hiệu mừng khi mà tất cả những anh em đều có xây dựng những cái mới như nhà xưởng mới hay là biệt thự. Môi trường đầu tư kinh doanh rộng mở, năng động đang làm cho các doanh nghiệp tăng doanh thu, thị phần nhưng cũng khiến gặp những cản trở không nhỏ. Giá đất ở khu vực Long Thành ngày càng tăng cao, phải nhanh khiến nhiều doanh nghiệp rất khó khăn trong việc mở rộng sản xuất. Hội doanh trẻ cũng đã có kiến nghị với ủy ban tỉnh cũng nhiều lần và về việc là cho hội doanh trẻ được đầu tư một cái cụm công nghiệp. Cái cụm công nghiệp thì cũng ở Long Thành đấy thôi, cụm đó 75 hecta thì dự kiến là hội doanh trẻ sẽ xin để mà đầu tư một cái cụm công nghiệp đó. Những hội viên nào có đăng ký, có đóng góp vào cái đề án thành lập cái cụm công nghiệp đó thì sau này chúng ta sẽ được chia lại cái phần đất đó để mà mình tổ chức mình xây dựng nhà máy để di dời ra khỏi những ví dụ như những nhà máy nằm ngoài khu công nghiệp là thuộc diện phải di dời thì chúng ta có đất để chúng ta di dời. Chi hội doanh nhân trẻ Long Thành hiện nay có gần 60 hội viên là doanh nghiệp đang hoạt động trên tất cả các lĩnh vực. Thời gian qua dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng tất cả hội viên đã sát cánh hỗ trợ chia sẻ thông tin, tiếp tục sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau. Từ đó đã giúp từng hội viên duy trì và tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Hoàng Minh chuyên thu mua và chế biến bột mì ướt cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất bột ngọt trong nước. Trung bình mỗi năm, đơn vị này chế biến khoảng 30.000 tấn củ mì tươi, cho ra 15.000 tấn bột, doanh thu khoảng 100 tỷ đồng. Với 22 năm hoạt động, anh Hoàng Minh Phương, giám đốc công ty năm nay 44 tuổi, nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động của chi hội doanh nhân trẻ Long Thành. Thông qua chi hội, công ty luôn nỗ lực nâng cao uy tín, hiệu quả kinh doanh và gắn kết chặt chẽ với cộng đồng. Tham gia chi hội rất là thiết thực. Chi hội hỗ trợ cho hội viên giống như đợt vừa rồi trong dịch bệnh Covid đi. Thì chi hội cũng hỗ trợ cho hội viên về lo lắng cho hội viên cái nguồn vaccine để tiêm cho những hội viên, công nhân. Rồi trong công việc thì nếu mà có vướng mắc gì đó thì cũng có chi hội
các chị hội anh em bên chi hội giúp đỡ. Do đặc thù mỗi vụ, mỗi năm công ty Phương Hoàng Minh chỉ hoạt động khoảng 8 tháng. Vùng Long Thành hiện nay đang trong tiến trình quy hoạch xây dựng với rất nhiều dự án lớn nhỏ, nên đất trồng mì cùng nguồn nguyên liệu chính của công ty cũng đang bị thu hẹp. Đơn vị đang mở rộng vùng nguyên liệu sang các huyện khác và các tỉnh lân cận để bảo đảm hoạt động sản xuất. Sau hàng chục năm hoạt động, Nam Long đã trở thành công ty sản xuất găng tay cao su hàng đầu Việt Nam. Năm 2020, Nam Long đạt đỉnh của mình với 34 triệu đôi, doanh thu 284 tỷ đồng. Với 70% sản lượng tiêu thụ trong nước, hiện công ty này không đủ hàng để bán. Do tác động từ giá xăng dầu, giá cao su tăng cao, công ty đang cơ cấu lại nhiều công đoạn trong sản xuất để giảm giá thành. 3 tháng đầu năm nay, doanh thu ước đạt gần 70 tỷ đồng. Mình không thể nào mà mình chống lại cái xu hướng tăng giá đó được. Chỉ có một cách là mình phải tích trữ những lúc mà giá thấp rồi khi giá cao mình cân bằng giá, mình chờ mùa mới. Chờ cái mùa mới để cho nó khi mà giá nó thấp xuống lại thì mình bình ổn giá được cho về thị trường. Nó không thể nào bữa nay bán găng tay 10.000 đôi, bữa sau bán 15.000 là chuyện đó không bao giờ có được. Tăng được vài phần trăm. Nhưng mà nguyên liệu thì nó tăng gấp mấy chục lần, mấy chục phần trăm. Thì mình bắt buộc mình phải bình ổn lúc mà giá thấp mình mua nhiều vô, khi mà giá cao mình vẫn có giữ giá cho khách hàng. Các dây chuyền sản xuất của Nam Long hiện đã chạy hết công suất. Công ty đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng hoạt động với phương án xin cấp phép xây dựng lên một vài tầng để lắp đặt thiết bị, thay vì phải đi mua hoặc thuê đất với chi phí cao. Theo Chi hội Doanh nhân trẻ Long Thành, dù hiện nay số hội viên của chi hội còn ít so với số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động, nhưng hầu như tất cả các hội viên đều tích cực trong hoạt động, nhiệt tình tham gia đóng góp vật chất, tinh thần cho chi hội ngày càng lớn mạnh và bền vững. Mặc dù là 50 mấy hội viên nhưng mà các anh em trong đây hoạt động rất là tích cực và rất là gắn kết với nhau, nên là có chương trình gì là gọi một cái là các anh em đều chia sẻ, đều tham gia rất là tích cực. Nên là tôi nghĩ là cái vấn đề là sớm muộn mình lan tỏa những cái giá trị mà cái hội viên ta mang mình mang lại từ cái hội mang lại, thì những hội viên khác người ta sẽ tham gia vô, mà đa số là các hội viên mới tham gia sau này là từ giới thiệu của những hội viên cũ. Thì giống như là mình cũng có cái sàng lọc từ từ, sàng lọc những cái thành phần hội viên tốt vào, thì từ từ cái hội viên đó nó sẽ bền vững. Đầu tháng 4 2022, Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới. Việc chi hội doanh nhân trẻ Long Thành hoạt động hiệu quả, gắn kết và phát triển không chỉ là điều kiện tốt để doanh nhân trẻ Đồng Nai khẳng định tính chủ động, hội nhập vững vàng trong môi trường phát triển ở địa bàn Long Thành, mà còn góp phần vào sự trưởng thành, phát triển của doanh nghiệp ở Đồng Nai đang hội nhập sâu rộng vào bước tăng tốc mới. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.